Quý vị, âm nhạc chính là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Bởi âm nhạc có thể làm cho chúng ta trở nên thăng hoa và nhiều cảm xúc. Chính vì vậy mà ta yêu văn nghệ cho vui và yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Làm người mà không hát không ca, khác nào cây cỏ sống xa mặt trời. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về trung tâm sân khấu của Skyview để thưởng thức ca khúc mang tên với tựa đề đúng với chủ đề trong chương trình offline của chúng ta hôm nay. Ca khúc mang tên với tựa đề Người tình mùa đông, với sự trình bày của ca sĩ Bùi Hồng Phương đến từ ban quản trị của câu lạc bộ Yêu Nhạc và Hà Nội. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Và xin quý vị hãy dành cho ca sĩ Bùi Hồng Phương một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Trời mưa gió